Xin chào các bác nha, chào mừng các bác đã trở lại với trang kính cổ kính xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh em ấn đăng ký kênh màu đỏ góc phải mảnh bên dưới của biểu tượng video, biểu tượng của chuông để mỗi khi em lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua tin nhắn YouTube rằng em vừa lên video. Vì ngày nào hàng ngày em được video để tránh mất thời gian em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày em có một cây kính cơn cổ màu vàng được sản xuất thân niên 1970 USA xưa. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì. Cái kính này là nguyên zin toàn bộ, độ mới là trên 95, 96, 97%, còn rất là mới thì nguyên zin. Bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ ở ngõ nhà em là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 656 6826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức tâm rằng em sẽ gửi một cái phương tiện là bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chính là 3, 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Kính rất là mới, rất là đẹp nhá. Có giá là 5 triệu 700 nghìn hay còn gọi là 5.700k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Bây giờ em sẽ đi tiếp chi tiết bên trong. Ở cái cầu ở giữa này thì nó có cái chữ AO. Cầu ở giữa nhá. Nó có cái chữ AO này. Đây là cơn bà vàng sản xuất thập niên 1970. Càng phải nó có 5/2 AO American Optical. 5/2 AO American Optical. Bên trong càng phải thì nó có bị xước lông mèo một chút xíu, nhưng không, tuy nhiên là ảnh hưởng đến kính. Càng trái thì còn đẹp hơn, chỉ xước lông mèo chút xíu thôi nhưng còn ảnh hưởng kính. Với giá 5,7 triệu là cũng giá khá là êm rồi, bởi vì là kính bây giờ đắt hơn rất là nhiều. 5/2 AO American Optical mà còn rất là mới nguyên zin toàn bộ nhá. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check, bao test toàn cầu. Các bác chọn hình thức mua bán là chuyển khoản Embassy, bác nào chọn hình ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Đấy là quy định của bên em từ xưa này là thế. Người thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, không một ngày nào của ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em. Tránh tình trạng đến đột xuất quán bị gửi hàng giao lưu đồ cổ đồ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước thì em nghênh tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu bác ngay tại đầu ngõ 390 Trường Chinh, và tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp lý, hợp đông vu. Đó là cái giá trị bên em từ xưa nay là thế, là với phương châm là vui lòng khách đến, hài lòng khách đi, mà tư vấn vấn đề là sát sao, bao gồm đồng hồ, kính, bút, nhẫn, bật lửa, đồ cổ đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm, âm thanh, đèn dầu, bình, ấm chén, mạ vàng. Đó. Các bác mua đâu mua, bác lựa chọn nơi mua bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội cũng như Sài Gòn. Em và một số anh em là chơi đồ cổ, mua đồ cổ là hai mấy năm, ba mấy năm, ngay cả số điện thoại của em là trên 20 năm. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn được khi em tư vấn cố vấn các bác chơi rất là chuyên sâu và từ xa, bao gồm một đồ âm thanh, rồi là tất cả đồ cổ đồ xưa châu Âu. Đấy, nói rất là ngắn gọn như thế. Đây là cơn bà vàng sản xuất thân bên 1970-79, có giá 5,7 triệu. Đấy, còn rất là mới, long lanh nhá, rất long lanh. Những cái dòng này thì bây giờ nó còn rất là mới, bởi vì nó sản xuất thập niên 1970-79 đấy, và nguyên zin toàn bộ. Đấy. Về hình thức, về thời gian thì em cũng luôn luôn ghi rõ ràng bên dưới video. Nên các bác nên chọn những nơi mua bán thật sự lâu năm về đồ cổ đồ xưa hay quần áo hàng hiệu thì nó đảm bảo tính nhân pháp lý, tác nhân pháp lý, và có làm sao có thể ngăn vạ được, tránh tình trạng mua có chỗ địa chỉ nó không rõ ràng, địa chỉ linh tinh lung tung. Bởi vì ngày nay thông tin đường chúng thì một số lượng xấu họ bán hàng thì qua những gian hàng ảo, có những trang thương mại điện tử bán qua app thôi, rồi những trang mạng xã hội và không có địa chỉ, đa phần là không có địa chỉ, số điện thoại cũng hầu như không có, và có thì số điện thoại toàn sim khuyến mại, sim rác, mà mua bán thì thông thường là hẹn nửa đường, rồi là hẹn chỗ nọ chỗ kia, thậm chí là cứ hỏi anh ở đâu em mang qua anh xem bưng mua thôi. Rất nhiều các bác bị dính vào những kính, bút, đồng hồ, những bật lửa, rồi đặc biệt là đồ thời trang hàng hiệu như quần áo, giày dép, ví thắt lưng. Rất nhiều anh em bị dính trong cái vấn đề đó, vì cái tính tiện lợi của những cái ship đó thì nó sẽ làm hại. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang đến những cái đồ dởm, đồ giả, và khi các bác, nhiều bác
biết thì không sao, không biết thì bị dính vào những cái nó thắt lưng Hermes rồi là rồi rồi giày Gucci, giày LV nhiều lắm, nhiều bác bị dính ở trong những cái, nhiều bác bị dính ở trong cái vấn đề như thế. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm đi, không có lên lớp dạy đời. Vì đấy là em cũng nói để cho bác có cái kinh nghiệm một chút, bởi vì em khi mua bán trong nước ngoài nước thì em luôn luôn đến những cái địa chỉ, những cái shop rất là lâu năm, thậm chí bị có thể đắt hơn một chút đấy, nhưng mà ở đó nó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý và có làm sao thì bắt đền ăn bạn được. Đấy là cái góc độ chia sẻ quan điểm. Đừng có bao giờ mua cái địa chỉ mà nó không rõ ràng, địa chỉ linh tung lung tung, và địa chỉ nó không bao giờ công khai trên các trang mạng, rồi những cái trang YouTube hay trang mạng xã hội không công khai, thì chứng tỏ là những cái chỗ đó nó bán không uy tín. Đấy là kinh nghiệm, một địa chỉ chung chung cũng thế thôi, địa chỉ nó phải rõ ràng và địa chỉ nó phải lâu năm. Đấy đấy mới là góc độ kinh nghiệm. Một số bác có thắc mắc mà đặt ra kênh chú triển khai hơn 5 năm mà có 1.600, 1.700 đăng ký kênh theo dõi, bởi vì là em làm cách hữu sạn tự nhiên hương, không câu like câu view, không thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale. Một số kênh khác này hay thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale rồi câu like câu view, thì cái lượng đăng ký kênh nó vọt rất là nhanh, mới 1 năm mà 8.000, 9.000 đăng ký kênh theo dõi. Có những kênh 1 năm rưỡi, 2 năm nó lên 15, 16, 17.000 đăng ký kênh theo dõi. Thật sự là, và những cái đồ thì đang mạ vàng thành bạc vàng, rồi bạc vàng thành bạc vàng đúc, thì đó là bị nó theo kiểu đánh bùn sang ngao, thật giả giả lẫn lộn, thì rất là nguy hiểm. Không nên mua bán những cái chỗ mà nó địa chỉ nó không rõ ràng. Đấy, cái kính cơn này có giá 5 triệu 7 nhá, và sản phẩm bán ra thì lúc nào cũng được bao check bao test toàn cầu, các bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm và dành thời gian xem cái video của em, vừa dài đấy, vừa dài dòng văn tự mà vừa mất nhiều khai thác khá là nhiều thời gian. Rất cảm ơn các bác, và các bác nào mà yêu quý thích kênh Kính Cổ Nguyên Sư có thể nút đăng ký kênh màu đỏ và nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên video thì hệ thống YouTube sẽ gửi một tin nhắn rất nhanh đến điện thoại các bác để bác cập nhật video mới nhất thường xuyên của em, thì ngày nào hàng ngày để video. Xin chào, hẹn gặp lại các phiên sau.